Thưa quý vị, trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng, bên cạnh những lực lượng ở tuyến đầu, không thể không nhắc đến vai trò của các tình nguyện viên cơ sở. Bằng những đóng góp thầm lặng mà cao cả, họ chính là một trong những nguồn lực quý báu để Đà Nẵng hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong đợt cao điểm 7 ngày tạm dừng mọi hoạt động lần này, cũng như sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Là giáo viên của một trường mầm non tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, cô giáo Nguyễn Thu Hiền quyết định trở thành một tình nguyện viên hỗ trợ phòng chống COVID-19 khi nhận được lời kêu gọi của quận nhà. Cùng với các thành viên trong tổ tình nguyện, hai ngày vừa qua, cô giáo Hiền đã tham gia phân loại, sơ chế, chuẩn bị hàng ngàn suất quà rau củ quả để kịp thời gửi đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Nói chung là cố gắng hết mình với lại hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi và tất cả mọi người dân và tất cả các chị ở đây đều mong là dịch bệnh sẽ qua và cuộc sống của mọi người sẽ ổn định lại. Nói chung là Đà Nẵng mình sẽ chiến thắng COVID. Không riêng cô giáo Hiền, những tình nguyện viên trong các tổ hỗ trợ trên địa bàn phường An Hải Tây vẫn đang ngày đêm chung tay cùng thành phố đẩy lùi COVID-19 trên địa bàn bằng nhiều việc làm khác nhau. Nhưng có điểm chung là phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong đợt cao điểm 7 ngày, thành phố dừng tất cả mọi hoạt động lần này. Với tinh thần là vừa chống dịch nhưng mà coi ngó cho tên người dân, cho nên những họ nào khó khăn thì mình cố gắng là phục vụ cho người dân bớt cái khó khăn trong cái dịp này để sống qua cái cơn đại dịch này để người dân được yên bình hơn. Sự vào cuộc và sự hỗ trợ của các tình nguyện viên này cũng rất là tích cực và chúng tôi cũng động viên đối với những cái thành viên này để mà vào cuộc không kể cái ngày đêm. Trong thời gian này thì cũng đã xác định cái tư tưởng, do vậy là cái sự huy động thì rất là nhiệt tình và cái số lượng tham gia cũng rất là cao. Trong lúc tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các tình nguyện viên vẫn không quản ngại khó khăn, quyết tâm sát cánh cùng thành phố. Đây cũng chính là một trong những yếu tố then chốt để Đà Nẵng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, vững tin vượt qua đại dịch và sớm trở lại trạng thái bình thường mới.